rất là cao rồi ha. Đứng trên này nhìn xuống là những căn nhà cực kỳ nhỏ bé luôn. Đoạn này là mất chân này, nó đã sạt xuống rồi. Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh cái được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 8:30 sáng ngày 3 tháng 9 tháng 10 rồi quý vị, năm 2024. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch quý vị ha. Mình đang có mặt tại đường Ngô Thị Sĩ. Ở đây có cái tượng Phật Bà Đội Ông Sư, cho nên chứ mỗi lần mà cứ rằm 30 mùng 1 15 16 rồi đó thì bà con mình tập trung tới đây để thắp hương lại Phật rất là đông ha. Đấy. Cầu xin tài lộc bình an. Rất là nhiều bà con mình tập trung tới đây để cầu xin tài lộc bình an cho cuộc sống thuận buồm xuôi gió hơn quý vị. Ở đây bà con mình bán áo quần quá trời lắm này. Đây cũng là một cái địa điểm tâm linh, đa số là bà con mình ở bên cộng đồng Phật giáo, những người làm ăn, những người đi học, những người mà sắp lấy vợ cả chồng đó cũng lên cầu xin quý vị. Ngày đâu cũng linh thiêng lắm. Đà Lạt sáng hôm nay thì trời nắng nó không có rôm rả giống hôm qua. Sáng nay ra bờ hồ Xuân Hương tập thể dục thì thấy cũng không có nắng quý vị. Bây giờ có nắng vàng lên chút này. Mình nghỉ chiều nay lại tiếp tục mưa. Ngày hôm qua buổi trưa chiều ở Đà Lạt với lại dưới huyện nó mưa to lắm quý vị. Mưa to làm cho một người bị lũ cuốn trôi mất tích khi mà lái xe tải đi qua cái đập tràn đó dưới sông Thọ. Còn dưới Đình An, dưới quốc lộ 20 thì cũng ngập nặng luôn, đường phải nói biến thành sông luôn quý vị. Góc này có quán cà phê nè. Dạ, vào đây một cái ha. Vào đây là con hẻm đường Lê Hồng Phong, hẻm 27. Đất đai ở đây bây giờ mắc lắm, nhà cửa đất đai ở đây mắc lắm luôn quý vị. Sau những cái trận mà thiên tai sạt lở nghiêm trọng ở ngoài Bắc đó, Lâm Đồng cũng có sạt lở khá là nhiều. Bây giờ chính quyền tỉnh Lâm Đồng là có dự kiến là sẽ lên kế hoạch để mà hạ tải, dập cấp những cái quả đồi có nguy cơ sạt lở đó. Ví dụ như là những cái quả đồi như thế này đó, tương tự như thế này ha, những cái bờ ta ly treo leo thì người ta sẽ hạ tải và giảm tải đó quý vị. Đó, ở đây nhìn về hướng dưới phố nó thoáng quý vị, nhìn về Lang Biang đồ kìa. Ở đây có cái miếng đất, lô đất rất là rộng luôn, kéo dài. Rồi mình rồng vòng ra lại để quý vị về đường Triệu Việt Vương nha. Những cái bờ ta ly nhìn nó treo leo ghê quá quý vị ha. Những bờ đất này chuẩn bị đào xuống để làm nhà này. Mình nghĩ phải chờ qua hết mùa mưa quý vị. Chứ còn mùa này mưa đào xuống nguy hiểm lắm. Họ sẽ hạ tải những cái quả đồi ở trên toàn tỉnh Lâm Đồng quý vị. Ví dụ như những cái khu vực nào mà có nguy cơ sạt lở là sẽ hạ tải và chống sạt lở đấy. Không biết làm như vậy thì nó có hợp lý hay không? Theo quý vị thì nó có hợp lý hay không? Nói gì thì nói cho mà tính mạng con người là phải trên hết ha. Ra đây là đường Bát Tơ quý vị. Rồi qua đây là đường Triệu Việt Vương này. Ghé vào trên ba cái ha.
Đà Lạt mùa này đang vắng lắm quý vị. Đó, đường này là đường vào Chinh Ba đây. Rất là sạch sẽ, tươm tất, thiên nhiên và bình yên luôn. Năm xưa có cái quán cà phê Cung Tơ Chiều mà có cái bà điên hay hát nhạc trình đó ở trên này, không biết bây giờ còn hát hay không. Già rồi quý vị, lâu lắm rồi. Đó, Dinh Bảo Đài đây quý vị. Hôm nay khách vắng nha, khu du lịch vắng hoe luôn. Dinh 1 thì đóng cửa rồi, đóng cửa ngưng hoạt động rồi. Dinh 3 này quý vị, năm xưa vua Bà Đại với lại hoàng hậu Nam Phương ở đây đấy. Đó, mùa này mà lâu lâu khu du lịch nào mà trúng được vài đoàn tour như thế này đó quý vị, là nó cũng ổn định ha. Khách đi theo đoàn thì họ sẽ có những cái chương trình giảm giá rẻ hơn, đi lẻ thì giá cố định quý vị, còn đi đoàn thì người ta sẽ giảm giá ha. Và con đường rất là thiên nhiên luôn. Tương tự giống như ở ngoài Quảng Ngãi vậy đó quý vị. Hôm vừa rồi báo chí cũng viết là có một quả đồi mà người ta chi ra 14 tỷ để mà giật cấp hạ xuống và phủ bê tông lên này kia cho nó an toàn đó. Thì không biết mai mốt cái phương pháp mà hạ tải của tỉnh Lâm Đồng ở những cái quả đồi, những cái khu vực mà nó ấy đó, thì không biết là người ta sẽ làm như thế nào. Đó, ở đây bà con mình họp chợ hộp đồ giống như là ở trên Ngô Quyền vậy đó. Bên này là cái trường La San của quý vị, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Tư thục La San Đà Lạt ha. Đó. Thường xuyên mở các ngành cắt tóc nam nữ, vẽ tranh áo, đàn óc gan. Ngôi chợ này nó cũng tấp nập luôn. Thường thường chợ dân sinh là lúc nào cũng tấp nập hết quý vị. Cứ người dân lao động mỗi lần đi làm về đổ ra là mua sắm, chủ yếu là đồ ăn thức uống quý vị. Quán xá ở đây nó bình dân luôn. Tới đây quẹo phải là vào An Sơn à. Vào trong này là nguyên cả cái khu biệt thự trong đó, biệt thự nhà giàu đấy. Bà con mình sau hôm nay ai mà có tiền giàu có nhu cầu vào trong An Sơn làm lô à, tầm mười mấy tỷ ha, mười mấy 20 tỷ. Quanh đây có nhà trọ luôn quý vị, thấy người ta dán bảng cho thuê nhà trọ đây. Đà Lạt mình cũng có những cái khu dân cư rất là nguy hiểm quý vị, nằm bên triền đồi mà cái độ chấn ta ly dương ta ly âm phải nói rất là cao, nó treo leo lắm.
và ở dưới chân á, nhiều lúc nó cũng đã bị mất chân rồi, bị sạc rồi và có nguy cơ rồi. Và những cái khu vực đó thì cần phải giải quyết, vì không nếu như mà không có phương án thì có khả năng là nó sẽ xảy ra những cái tai họa, những cái thảm họa luôn á. Nhà thờ này quý vị, một nhà thờ nhỏ nhỏ thôi, rất là bình yên luôn. Cứ vào chùa với nhà thờ là bình yên, mọi người đều bình đẳng với nhau, giàu nghèo gì cũng giống nhau hết trơn. Đó, nhìn xa về dưới kia là đường An Bình rồi quý vị. Nắng lên rồi, đây có quán cà phê đẹp này. Đó, nhìn xa về hướng bên kia là hướng Đống Đa nè quý vị, khu Osaka rồi đó ha. Đó, ví dụ như nhìn xa về hướng đồi Karie rồi quý vị, ở bên dưới có những cái góc mà phải nói là nó hụt chân này, nguy hiểm lắm luôn á. Những căn nhà, những khu dân cư ở dưới cực kỳ nguy hiểm. Dưới An Bình cũng có một cái khu, một quả đồi cực kỳ nguy hiểm luôn á. Nhà thờ. Ở dưới này là lớp trẻ đó quý vị ha, mẫu giáo mầm non của bên giáo xứ. Trường mầm non rất là thiên nhiên luôn, đơn giản đơn sơ. Dưới này có cái sân bóng rổ. Đó. Đất này là đất của nhà thờ luôn rồi quý vị. Rộng ha. Khu vườn xanh mát. Ở trong đầu ô ve đó quý vị. Ô ve ha. Đó. Đi thăm vườn đi quý vị. Xanh mát quá trời. Đây là những cái cây atiso này. Đó, Đà Lạt năm xưa đó chưa có hệ thống nhà kính nhà lồng nào quý vị, thì đa số nhà cửa thì ít, dân cư thì ít, ruộng vườn thì nhiều, cho nên như bà con mình làm đồng, làm vườn, làm tược á, thì làm trần trụi như thế này. Cho nên chi là quý vị thấy là nó rất là xanh, rất là thiên nhiên, thơ mộng và đẹp. Còn sau này khi mà người ta đầu tư làm hệ thống nhà kính nhà lồng nhiều rồi đó quý vị, thì nhìn nó không còn đẹp giống ngày xưa nữa. Đó, những cái khu vườn điển hình
Đà Lạt xưa là nằm làm vườn như thế này đấy. Như vậy thì khách du lịch họ mới đến những khu vườn, ví dụ như ngoài Tây Bắc đó đó ha. Họ đến với những khu ruộng bậc thang hoặc là những cái khu vườn và nó là săn mát để tham quan. Chứ bây giờ chui tới những cái khu vườn mà toàn nhà kính nhà lồng thì vào đó làm gì quý vị? Mình thích kiểu như vậy ha. Làm nhà kính nhà lồng thì nó sẽ đem lại hiệu quả năng suất cho bà con nông dân mình. Những cây cây này là cây thần tài quý vị. Họ ươm nhiều ha. Vô chậu trông đẹp lắm luôn. Dàn bông giấy này. Đà Lạt yên bình quá đã. Ví dụ như là đi vào trong này quý vị này, có khu dân cư mà hồi trước mình quay đó, nó rất là nguy hiểm luôn á. Khu này mà không có biện pháp đâu quý vị, khả năng rất là cao mưa gió lâu ngày là nó sẽ sạt xuống đó quý vị ha, nó đã sạt dần xuống rồi. Dọc này người ta bán đất rất là nhiều này. Đó, những căn nhà trên đó đó quý vị. Nguyên một cái khu dân cư dưới này nhưng mà quả đồi nó đã ăn dần vào trong đó. Sạt dần chắc chắn luôn quý vị. Chạy đường nào hết đó. Còn đất trống là quý vị ha. Nguy hiểm quá. Ở như vậy đó quý vị, nơm nớp lắm. Nhưng mà nhiều lúc bà con mình cũng có căn nhà để ở, cũng không còn cái sự lựa chọn nào khác. Cho nên nhiều lúc cũng phó mặc cho số phận cũng ở vậy thôi. Bà con mình cũng biết. Biết chứ sao không biết quý vị. Nhìn vào thì thấy nguy cơ như vậy là biết nhé. Nhưng mà nhiều lúc không còn sự lựa chọn nào cả. Cho nên chỉ là buộc phải ở và phó mặc cho số phận. Và chỉ cầu nguyện cho được bình an thôi. Đó. Bây giờ rời đi thì ra thuê trọ thôi quý vị, không có nhà. Cho nên chi sau này đó quý vị, bà con mình mua nhà mua cửa cũng nên chú ý những cái vị trí đồi núi này kia phải an toàn ha. Rồi mua cho còn mua xong rồi nó xảy ra sự cố thì phải nói là mất trắng luôn, nguy hiểm và ở nó cảm giác nó nơm nớp, nó không được yên bình đâu quý vị. Nhất là đến mùa mưa gió Đà Lạt này mưa nhiều lúc là mưa dầm mưa thối đất luôn á. Cho nên chị bà con mình lại nghĩ là kinh nghiệm, rút kinh nghiệm mua nhà mua cửa ha, tính toán cho thật là kỹ, quan sát thật là kỹ. Nhiều lúc làm tích góp cả đời có được tỷ mấy 2 tỷ đi mua một căn nhà để ở lập nghiệp định cư ở cho nó ổn định để làm ăn, nhưng mà mua trúng cái khu vực không quan sát kỹ cứ vội vàng mua trúng khu vực nó nguy hiểm, là như là đồi núi treo leo là không tốt đâu ha. Về đây quẹo phải là chúng ta ra đường Đống Đa ha. Đây những cái khu vực mà treo leo nguy hiểm mình đã làm rất là nhiều những cái video rồi.
làm lui làm tới, làm tới làm lui. Lâm Đồng cũng là một địa bàn miền núi mà. Đồi núi hiểm trở chả khác gì ở ngoài Tây Bắc đâu. Đó, những góc này là nguy cơ sạt lở đấy. Người ta cắm biển cảnh báo đây luôn á. Mưa mưa đi ngang qua những khu vực như thế này cũng sợ. Đó, đây là đường Đống Đa. Và đi trên này thì nhìn rất là đẹp. Tưởng chừng nho như là nó rất là bình yên, nhưng mà ở đằng sau lưng cái khu vực mà hồi nãy mình đứng dưới đó, mấy bên phải ha, là cái chân ở dưới nó đã mất chân rồi. Nhìn thì đẹp phải đó quý vị. Những căn nhà dưới đó, dưới này là mất chân rồi. Nguy hiểm lắm luôn. Rất là cao rồi quý vị ha. Đứng trên này nhìn xuống là những căn nhà cực kỳ nhỏ bé luôn. Đoạn này là mất chân này. Nó đã sạt xuống rồi. Thung lũng An Bình. Ra đây quẹo phải là xuống đèo Fren quý vị ha. Quẹo trái vào đường 3 tháng 4 và vào trung tâm. Ngày mai đó, mai mùng 4, mùng 5 là quý vị, thì hai ngày đó là sẽ diễn ra cái đêm nhạc ở ngoài sân vận động tỉnh Lâm Đồng, ở ngoài Soviet Nghệ Tĩnh đó quý vị ha. Đêm nhạc có sự góp mặt của Sơn Tùng MTP. Mình nghĩ một lượng fan khá là lớn của Sơn Tùng sẽ đổ bộ lên Đà Lạt để xem idol của mình hát. Có gì thì ngày mai mình làm video cập nhật cho bà con mình cùng xem ha. Rồi, video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm, theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống.